Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, 70% nam giới ở độ tuổi trưởng thành đang gặp các vấn đề sinh lý do đời sống công nghiệp phát triển xuất hiện thêm nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cho hiện tượng yếu sinh lý có dấu hiệu trẻ hóa. Đặc biệt khi đại dịch Covid vừa đi qua để lại rất là nhiều ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh lý của nam giới bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Mới đây, một bước tiến mới trong điều trị tình trạng yếu sinh lý, xuất tinh sớm, giảm ham muốn đã được công bố. Lần đầu tiên, ứng dụng thành công công nghệ sinh học hiện đại hàng đầu của Nhật Bản được chuyển giao bởi chuyên gia Yamada Fumihito với hơn 15 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh nam khoa và nghiên cứu phương pháp cải thiện sinh lý nam giới tại bệnh viện hàng đầu Nhật Bản, Bệnh viện Đại học Kaiyo. Đây cũng là sản phẩm dạng viên nén đầu tiên được áp dụng thành công hoạt chất quý hiếm trong cây mật nhân Ấn Độ, giúp nam giới tìm lại được ham muốn, lấy lại được phong độ, bản lĩnh, tăng khoái cảm, tăng cương cứng, nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ lửa hạnh phúc gia đình. Có thể nói, đây là một bước đột phá trong công nghệ của ngành thực phẩm chức năng sinh lý, giao thoa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Kingsman là sản phẩm sinh lý đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, hiệu quả, an toàn, nhanh chóng, chi phí tiết kiệm, tác dụng lâu dài và ổn định cho người dùng. Với bảng thành phần chiết xuất 100% từ loại thảo dược quý hiếm trong tự nhiên, nổi bật là thành phần mật nhân Ấn Độ. Đây là dược liệu được sử dụng trong điều trị rất nhiều loại bệnh, đặc biệt trong việc cải thiện yếu sinh lý, liệt dương, rối loạn cương dương, kích thích cơ thể nam giới tăng nồng độ hormone sinh dục nội sinh. Theo các nghiên cứu đã được thực hiện, trong mật nhân có chứa 40% glycosaponin, 30% polysaccharide và 22% eripeptide là các hoạt chất giúp tế bào ở tinh hoàn tăng cường sản xuất testosterone nội sinh nhờ khả năng kích thích hoạt động lưu thông khí huyết. Tăng nồng độ testosterone thì chất lượng tinh trùng sẽ được cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống sinh lý cho nam giới nói chung. Ngoài ra, còn có các loại dược liệu tự nhiên với lịch sử ứng dụng lâu đời trong đông y như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, vân vân. Các thành phần này kết hợp với nhau theo công thức tỷ lệ chuẩn, kết hợp ứng dụng công nghệ sinh học hàng đầu Nhật Bản hiện nay, giúp phân tách các dưỡng chất từ các thành phần dược liệu thành dạng có thể dễ dàng hấp thu tối đa cho mọi đối tượng thể trạng, mang lại hiệu quả nhanh hơn lên đến 50 lần các loại sản phẩm thông thường. Sản phẩm đã được thử nghiệm lâm sàng nhiều lần trước khi đưa vào sản xuất trên dây chuyền hiện đại, khép kín hàng đầu Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP WHO, được kiểm định chất lượng bởi Bộ Y tế. Hiện tại, Kingsman đã được công nhận là sản phẩm dịch vụ chất lượng cao. Kingsman giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý nam giới, kích thích cơ thể tự sản xuất hormone sinh dục một cách tự nhiên nhất, hỗ trợ cải thiện chứng yếu sinh lý, xuất tinh sớm, liệt dương, di tinh, mộng tinh, giúp tăng sự ham muốn, tăng cương cứng, tăng khoái cảm và nâng cao chất lượng tinh trùng. Vì thành phần hoàn toàn từ tự nhiên nên hiệu quả mà Kingsman đem lại là an toàn tuyệt đối, sử dụng lâu dài còn mang đến tác dụng bồi bổ sức khỏe, không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào. Kingsman có thể sử dụng cho đối tượng nam giới trưởng thành mong muốn cải thiện về vấn đề sinh lý, kết hợp cùng chế độ sinh hoạt khoa học đã được thiết kế sẵn mà đội ngũ chuyên gia sẽ hướng dẫn và theo sát khi khách hàng đặt mua sản phẩm. Kingsman tập trung vào việc cung cấp bộ giải pháp cho khách hàng cần cải thiện về vấn đề sinh lý nam giới. Ngoài việc đem đến sản phẩm chất lượng, đội ngũ Kingsman sẽ đồng hành cung cấp cho khách hàng chế độ ăn uống phù hợp và chế độ luyện tập, rèn luyện bổ sung, tạo ra hiệu quả tốt nhất. Chỉ sau một tháng sử dụng Kingsman, tất cả các vấn đề liên quan đến sinh lý đều sẽ được cải thiện đáng kể. Với bảng thành phần chiết xuất 100% từ loại thảo dược quý hiếm trong tự nhiên, cùng việc ứng dụng thành công công nghệ sinh học hiện đại hàng đầu Nhật Bản trong sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế GMP WHO, được kiểm định chất lượng bởi Bộ Y tế, Kingsman đang là sự lựa chọn hàng đầu cho nam giới yếu sinh lý. Sản phẩm không phân phối qua các hiệu thuốc để đảm bảo dịch vụ chăm sóc khách hàng được tận tâm nhất. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.